Hello, chị không lên thăm em à? Mọi người vào xem livestream, chia sẻ livestream cho em nhé. Tất cả những sản phẩm trong album này em sẽ bán với giá 250. Tất cả những sản phẩm trong livestream này em sẽ bán với giá 250.000 nhá, tình yêu nhá. 250.000 ạ. Mọi người vào xem chia sẻ livestream cho em đi. Ở đây cũng mưa. Thế nên là em mới không đổi cầu với chị đấy. Tất cả đồ sale em đã để hết ra rồi. Và bây giờ em sẽ sale đồng giá 250.000. Mọi người nhá. Ai lấy gì thì sẽ báo em luôn nhá. Em đã chuẩn bị hết rồi để bán cho mọi người giá sale kịch sàn. Thế nên là hôm nay mưa gió, mọi người vào mua ủng hộ cho em nhá. Đầu tiên em có hai bộ ngủ này xinh lắm. Chỉ có đúng hai bộ thôi. Bán cho các tình yêu với giá 250.000. Vừa bán vừa tri ân cho các tình yêu, cực kỳ đẹp. Size M nhá mọi người nhá. Đồ ngủ thì mặc thoải mái một chút cũng được. Em chỉ có đúng hai set thôi. Chanel này. Đấy. Áo Chanel với cả quần nhá. Đây là quần. Đây là bộ ngủ nhá mọi người nhá. Đây. Bộ ngủ Chanel này em có màu trắng pha ghi này. Là áo với quần nhá, 250.000 mọi người ạ. Đây. 250.000. Màu trắng pha với cả màu ghi. Và màu hồng pha với cả màu ghi luôn. Đây. Màu hồng cũng rất là xinh này. Đấy, màu hồng nhá. Màu hồng pha với cả màu ghi cũng rất là xinh. Em còn hai set, tình yêu nào lấy đi. 250 một set, chất cô tông cực kỳ đẹp. Cô tông siêu đẹp luôn nhá. Em mua để mặc nhưng mà em thấy nó đẹp ý, nên là em lấy về bán luôn. Đây. 250.000 nhá các tình yêu nhá, một set. Siêu đẹp và rẻ, chất cô tông này cực kỳ đẹp luôn. Mà em có đúng hai set thôi. Một set màu hồng và một set màu trắng. Đây này. Một set màu hồng và một set màu trắng nhá. Đồ ngủ mọi người ạ, cực kỳ xinh luôn. Cực kỳ xinh này. 250.000. Đây. Xinh lắm, đẹp. 250.000 một set nhá mọi người nhá. Có hai màu này, đây là màu hồng. Màu hồng pha ghi và trắng pha ghi. Đây. Set ngủ này mặc xinh cực. 250.000 một set nhá, có tình yêu nào lấy không? Đồ này đồ ngủ, đồ mặc nhà ấy mọi người ạ, chất đẹp lắm. Mà chỉ có 250.000 thôi. Tất cả những sản phẩm trong ăn trong livestream này ấy, em đều bán đồng giá 250.000 mọi người ạ. Đồng giá 250.000 một sản phẩm nhá mọi người nhá. Đầu tiên là set đồ ngủ này. Đây, set đồ ngủ em có hai màu hồng trắng. Hồng trắng nhá. Trang ơi, em lấy áo 2 dây thì chuyển khoản cho chị nhá Trang nhá. Đây. Set đồ ngủ này mặc xinh cực. 250.000 một set.
Mai em qua cửa hàng lấy nhé chị Quỳnh. Ok Trang ơi, mai qua chị mà lấy nhá. Dăm này em còn một bộ, sale còn 250 này. Ờ, khi nào về thì qua cửa hàng chị mà lấy. Đây, dăm này em sale còn 250 này, có tình yêu nào lấy không? 250 nhá, bộ duy nhất và cũng là cuối cùng. 250 mọi người ạ. Có tình yêu nào lấy không? 250. Đây, 250 nhá. Dăm này rất là đẹp này. Em sale còn 250, có tình yêu nào lấy không? 250 nhá. Năm sáu cân vừa không chị Quỳnh? Dăm đấy 5-6 cân không vừa đâu Trang ơi. Dăm này free size nhưng mà chị nghĩ là cũng phải tầm 53-54 cân thì cái eo ấy nó mới vừa được. Chị sợ cái eo không vừa ấy. Đây này, cái dăm này không vừa được ấy. Cái người thì nó co giãn, thế nhưng cái eo ấy, eo bụng em to hay bé? Cái này nó cũng là size M đấy. Đây này, sale còn 250 này, có tình yêu nào lấy không? Hoa xanh. Sale còn 250, có tình yêu nào lấy không? Hoa xanh nhá. 250 này. Tình yêu nào lấy thì lấy luôn đi. Vì á, hôm nay á, livestream này em sale 250 là kịch sàn rồi đấy. Không còn buổi sale nào thấp hơn đâu. Mua hôm nay là giá rẻ bất ngờ rồi đấy. Đây này. Ờ, Nhung Nhung ơi, 48 cân vừa đẹp luôn em ơi. Bộ quây này nó còn có đệm ngực đây này, nó có đệm ngực sẵn đây này. Em 48 cân mặc là vừa đẹp luôn. Không thể đẹp hơn được nữa. Em 48 cân là vừa đẹp luôn rồi nhá. Đây, dăm này màu hoa rất là đẹp. Mà bây giờ chị sale còn có 250 thôi. Nhung Nhung cho chị số điện thoại địa chỉ đi em. Nhung Nhung nhá, em cho chị số điện thoại địa chỉ đi. Không, phải inbox luôn cho chị. Tại vì là đồ sale này chị không nhận để đâu. Bạn nào ở Hà Nội là chị sẽ ưu tiên trước ý. Còn bạn nào ở tỉnh thì phải chuyển khoản luôn. Chứ đồ sale chị bị rất nhiều trường hợp là giữ. Lúc muốn bán thì không có để bán cho khách. Đến lúc chờ khách inbox thì lâu ơi là lâu. Nên là thông cảm cho chị nhá. Cho chị xin số điện thoại đi. Hoặc là địa chỉ cũng được. Cho chị số điện thoại hoặc là địa chỉ cũng được nhá. Nhung Nhung nhá. Tiếp này mọi người này. Ok gái. Để chị check luôn. Tiếp nha mọi người ơi. Mọi người ai đi qua và mua đồ cho em xin một chấm đi. Dăm này em sale còn 250 này, tình yêu nào lấy nốt không? Dăm này em sale còn 250 này, tình yêu nào lấy nốt không ạ? Thank you. Dăm này em sale còn 250 này, tình yêu nào lấy nốt không? Hẳn 2 chấm, đáng yêu vãi trưởng.
4 chấm. Đây nhá, dăm này em sale còn có 250 thôi. Tình yêu nào lấy nốt không? Màu này là màu nút đậm. Màu này là màu nút đậm nhá. Em sale còn có 250 thôi. Đây. Màu này là màu nút đậm này, sale còn có 250 thôi. Tình yêu nào lấy thì vui lòng chấm luôn cho em mấy chấm vào. Eo ơi đáng yêu thế mấy cái tình yêu này. Đây nhá mọi người nhá, chỉ còn 250 thôi, có tình yêu nào lấy không? 250k dăm xui này rất là xinh này, em có mặc màu đen. Mẫu này em có mặc màu đen nhá mọi người nhá, mẫu này xinh lắm. Ghi của Nhung Nhung vào đây đã. Không rồi à, tí lại à. Không có hàng để giả cho nó. Xong. Đã xong 250. Đây, dăm này em có một chiếc bán 250, có tình yêu nào lấy không? Đồng giá 250 trong livestream này, cái gì cũng 250 hết. Tình yêu nào mặc được gì thì nên lấy luôn nhá, tại vì là livestream này sẽ rất là rẻ. Livestream này sẽ rất là rẻ mọi người ạ. Đồ sẽ rất là rẻ nhá. Đây, livestream này đồ sẽ rất là rẻ mọi người ạ. Dăm này 250, tình yêu nào lấy không? Dăm này chỉ 250 thôi, có tình yêu nào lấy không? Rất là đẹp. Hana Trương ơi, 49 cân vừa đẹp em ơi. Ôi dồi ôi, Nga ơi, chị cho không em này, em rước luôn về hộ chị với. Em mang về em nuôi cho béo mầm hộ chị với. Dăm này có tình yêu nào lấy không? Dăm này sẽ mặc luôn lên một cái cho các tình yêu xem, bán cho nó dễ. Thay quả váy lanh này ra, váy này là mua để mặc đi ngủ ở nhà. Váy mặc ra cửa hàng. Này 250 có tình yêu nào lấy không này? Thôi dẹp nhé, không nuôi được sang lắm, bố của khỉ. Gạ mua đến lúc cho không thì không lấy. Dăm này 250 có tình yêu nào lấy không ạ? Có hai màu nhá. Màu như em đang mặc và màu nâu. 250k. Xeo rẻ đúng rẻ như trò đấy. Sale vào đúng là rẻ như cho đấy. Dăm này sale còn 250 này, có tình yêu nào lấy không? 250. Em nhà cô mặc vừa không Quỳnh vừa cô ơi, em ý mặc đẹp luôn. Thế nhưng mà nếu như cô mua cho em ý thì về cô phải đính cái này vào. Cô đính cái này vào này thì nó sẽ không hở ngực ý. Em nhỏ cô mặc vừa đẹp luôn cô ạ. Cô mua cho em đi, tại vì em nhỏ nhỏ xinh xinh mặc cho đẹp. Mấy cái mẫu này em đều mặc được này. Cô mua cho em đi, vừa rẻ mà vừa đẹp. Em sale còn có 250 thôi, còn chưa bằng nửa tiền ngày xưa. Em sale cho hết vì cửa hàng em chật quá rồi. Em sale cho mọi người mua bớt đi, lấy chỗ để làm cái khác. Đây này mọi người này, dăm này em có hai màu nhá. Em sale còn có 250 thôi, còn chưa được bằng giá nhập. Em có hai màu đấy, màu nâu với cả thả cho một cân tim rồi em trốn đây. Yêu thương quá nhiều, cảm ơn Nga. Yêu lắm đấy, đừng đùa. Em chào chị Quỳnh, chị nhận chị Quỳnh, chị chưa nhận được Trang ơi, chị chưa nhận được, chị gửi cho em từ hôm thứ mấy rồi đấy, chị chưa nhận được đâu.
Cô Mai ơi, cô có cho em mặc như này không? Có sợ bị hở quá không? Với cái số cân nặng ý thì em mặc cái nào cũng vừa, nhưng mà cô có cho em mặc 2 dây không? Em sợ là bị hở quá ấy. Mình chọn cho em một cái. Lấy cái này cho nó đỡ hở nhá cô Mai nhá. Cái này nó đỡ hở cô ạ. Cái này nó kín hơn cái phần trên ý. Cô lấy cho em cái này này cho nó đỡ hở. Để em cái màu nút đó nhé Hana Trương. Ok em, cho chị số điện thoại đi em. Hana Trương cho chị xin số điện thoại nào. Hana Trương, cho chị xin số điện thoại đi gái ơi. Địa chỉ luôn cũng được. Ok cô ơi, lấy luôn cái này nha cô nhá. Để em cất cho. À đây này, em còn màu này nữa, cô chọn màu đi. Ờ, khi nào chị nhận được chị sẽ báo cho Trang nhá. Khi nào chị nhận được chị sẽ báo cho Trang. Trang nhận được đồ rồi đúng không? Mặc có đẹp không? Em có hai màu đây này cô Mai ơi. Em có màu nâu này và màu đen. Cô lấy màu nào cho em ý thì lấy nhá, cô nhắn lại cho em. Cô lấy màu nào cho em ý thì cô báo lại cho em nhá. Đấy, cái màu này bán cho cô Mai rồi. Bán cho cô Mai cho em gái nhà cô ấy rồi, em cún cho cô ấy rồi. Cô Mai Lâm Xui 250. Cái này cởi ra đây thì cô Mai cô lấy rồi. Ok cô ạ, à, để em cởi ra luôn. Cái nâu này ai lấy nốt đi. À sorry em. Thương. Siêu đẹp rồi đấy chị. Ok gái yêu. Đây cái này của cô Mai này. Khổ thân chị. Chị già rồi mắt chị kém. Sorry em. 0 1 2 3 4 6 6 6 7 9. Dăm xui 250. Đừng dỗi chị mà thiệt. Đừng dỗi chị thì mới có đồ đẹp để mặc. Còn dỗi chị là không có đâu. Cái này tình yêu nào lấy nốt đi này, 250 này. Tình yêu nào lấy nốt cái này đi, 250. Chỉ có 250 thôi mà siêu đẹp. Vừa rẻ vừa đẹp cơ. 250 mọi người ạ. Ui tay tím dã man. 250 thôi mọi người ơi. Mẫu này đẹp lắm. Còn có 2 chiếc bán nốt. Giá cũ là tận 580 cơ, mà bây giờ bán có 250. Mọi người ạ. Ai lấy nốt cái này thì báo em nhá. Ai lấy nốt cái này không? Chỉ có 250 thôi. Cái này 250 có tình yêu nào lấy không? Để em bán nốt đây. Hôm nay em qua mẫu này. Không mua là phí đấy. Tại vì là rẻ lắm. Chỉ có 250.000 thôi. Hàng Quảng Châu cao cấp mà bây giờ bán có 250.000. Phí hoài. Dưới này là quần nhá mọi người nhá. Không phải là váy đâu, là quần đấy. Cái này mọi người mà sợ hở ấy, mọi người đính cái ngực này vào này. Quỳnh mặc thì nó ngực Quỳnh to ấy, nó hơi hở một tí. Mọi người mặc thì đính nó vào như này nó sẽ không hở nhá. Chỉ có 250.000 thôi. Tình yêu nào lấy nốt không? Tình yêu nào lấy nốt thì báo nhá. Tiếp theo này.
Cái dâm đen này cũng sale còn 250 này. Tình yêu nào lấy không? Dâm đen này sale nút còn 250. Nhung đâu rồi? Nhung ơi, em vào lấy cái dâm này đi này. Nhung ơi, cái dâm này em mặc đẹp lắm đấy. Đây này, sale còn có 250. Tình yêu nào lấy nốt cho em không? Sale còn có 250, có tình yêu nào lấy nốt không? Những cái dâm này nó đều có đệm ngực nha mọi người nhá. Có đệm ngực, mọi người có thể không mặc áo ngực cũng ok. Sale còn 250 này, tình yêu nào lấy nốt không? Còn có một cái đen và một cái vàng. Một cái đen và một cái vàng này, cho tình yêu nào lấy nốt với giá 250 đi. Sale nốt cho nó hết hàng. Cứ tầm 48 49 cân là các tình yêu mặc đẹp hết. 48 49 cân là các tình yêu mặc đẹp hết nhá mọi người nhá. 48 49 cân là đẹp hết này mọi người này. Đây, dăm xui. Còn 2 bộ, 3 bộ. 2 đen, 1 vàng, sale còn 250 một bộ. Chỉ còn có 250 một bộ thôi. Mặc lên đẹp lắm, chẳng qua là mình lười thay. Mặc lên đẹp cực. Mặc thử đi nàng. Bộ này tớ mặc lên đẹp lắm, nhưng tớ ngại thay ấy. Mặc lên cho mọi người xem màu đen nhá. Nhung, em lấy bộ này đi, bộ này em mặc đẹp này. Dâm này xinh mà. Dâm này xinh lắm. Màu đen. Bên trong có quần nhá mọi người nhá, bên trong có quần đây này. Nên là mọi người không sợ hở đâu, bên trong có quần mọi người không sợ hở đâu. Dâm này Quỳnh còn 2 đen 1 vàng. Lấy mọi người 250.000 nốt. 2 đen 1 vàng nhá mọi người nhá. Hai đen một vàng. Mọi người lấy nốt đi, chỉ có 250.000 thôi, cực kỳ đẹp. Mà Quỳnh xeo rẻ như cho. Cứ tầm 50 cân đổ về, 50 52 cân đổ về là đẹp, Quỳnh còn 53 cân cơ. Nếu như mọi người cao ấy, cao như Quỳnh là 53 cân vẫn mặc vừa. Ngực. Ô Hồng Diệu ơi, cái mẫu này tớ đã nói là có đệm ngực mà. Nó có hẳn một cái đệm ngực ở đây này cho nàng này, nên là ngực to ngực bé mặc đều đẹp luôn nhá. Vì nó có đệm ngực lên mới dễ bán. Nó có cái đệm ngực ở đây cho mình rồi. Nó có cái đệm nâng ngực ý. Ai mua thời điểm này là được rất là rẻ. Trước đây mọi người toàn phải mua 400 mấy 500 thôi, mà bây giờ mọi người mua bằng có nửa tiền, có 250. Cái này nó đều có đệm ngực hết rồi, đệm nâng ngực ý. Vừa vào xem. Nó có đệm nâng ngực hết rồi, nên tình yêu không phải lo đâu. Mình thích thì mình mua thôi. Có 250 thôi mọi người ạ. Mẫu này em còn 2 đen 1 vàng. Tình yêu nào lấy nốt không? 2 đen 1 vàng nhá. Mẫu này ai ngực bé vẫn mặc quá ok luôn. Tại vì là nó có đệm ngực bên trong rồi mọi người ạ. Mọi người không phải lo đâu. Ai mặc cũng rất là đẹp. Cứ nhỏ người tầm 51 cân đổ về, 51-52 cân đổ về là ok nhá. Mà em sale còn có 250. Mặc xinh cực. Em sale còn có 250 thôi mọi người ạ.
Ai lấy thì vui lòng inbox em nhá. Bên trong của nó có quần nha mọi người nhá. Đây này, nó là cái quần đấy chứ nó không phải là váy đâu. Mọi người không sợ hở đâu, nó là dăm xui mà. Ai lấy mã này thì báo em nhá. Em còn 3 bộ này, 2 đen, 1 vàng. Và sale còn 250 thôi nhá mọi người nhá. Ai lấy thì báo em. Sale còn có 250 thôi. Tiếp nha mọi người ơi. Mọi người mà chờ xem đến hết livestream ý, mọi người sẽ chẳng có gì để mua. Vì tắt tình yêu trước ý, đã lấy hết những cái này cái đẹp rồi. Dăm này em sale còn 250 này, tình yêu nào lấy không? Trước đây á, các bạn ấy phải mua 600 mấy, mà bây giờ mọi người được mua có 250 là quá là rẻ. Màu vàng. Cái này em sale còn có 250 thôi, có tình yêu nào lấy không? Màu vàng nhá. Màu vàng này. Nó là dăm nhá mọi người nhá. Dăm màu vàng. Trễ vai. Trễ vai nhá. Mọi người có thể mặc thành cổ chữ U như này cũng được. Đấy. Cái mẫu này mặc được rất nhiều kiểu. Mẫu này mặc được rất nhiều kiểu này. Đấy. Mặc trễ vai thì sẽ đẹp hơn. Trễ vai mặc nhìn xinh hơn. Mà em sale còn có 250 thôi, tình yêu nào lấy nốt không? 250, xinh cực. Hà Dế ơi, cho mình xin số điện thoại nhá bạn ơi. Hà Dế cho mình xin số điện thoại nào. Cho mình xin số điện thoại và địa chỉ luôn nhá. Hà Dế nhá, vì cái này mình còn có một chiếc thôi. Dung Nguyễn ơi, cái này mình hết rồi nhá. Mình để cho bạn Hà Dế ở phía bên trên rồi. Mình hết sạch rồi. Bạn Hà vui lòng cho số điện thoại nhá, không là mình sẽ để cho bạn Dung Nguyễn ở phía bên dưới. Ok. Thế là mình hết nhá mọi người ơi. 30 thanh miến. Văn miếu. $250k nhá. Ok, thế là cái này mình hết nhá. Cảm ơn bạn Hà rất nhiều. Cái này chị hết rồi nhá. Bây giờ qua mẫu khác này. Sẽ sale cho nó hết sạch cửa hàng đi. Tại vì nó thật là mọi người là cửa hàng không còn chỗ để treo đồ nữa. Không còn chỗ để treo đồ nữa nên bắt buộc phải treo to hết đi. Quỳnh cũng đang sale còn 250 này, có tình yêu nào lấy nốt không? Đây còn đúng một chiếc. Váy này Quỳnh còn đúng một chiếc thôi, sale cho bạn nào nhanh tay lấy luôn. Cái này bạn nào nhanh tay lấy luôn thì bán 250 vì chỉ còn có một chiếc. Những cái mẫu mà hôm nay Quỳnh sale ấy, thực tế là cái số lượng nó còn quá ít ấy. Không bỏ bán cho các bạn.
Không, chị lượn đi. Em bán quần bò đấy rồi làm gì còn nữa mà sell. Em bán cái quần bò đấy rồi Hương à. Không còn chỗ đâu mà sell. Đừng nick vợ em làm gì. Em ơi, ngực em to lắm. Cái chị đang mặc liệu có vừa không? Dương Bùi ơi, cái này em á, ngực 100 vẫn vừa nhá, thoải mái em ạ. Chị có thể tự tin khẳng định với em là ngực em 100 vẫn vừa. Vì ngực chị Quỳnh đã rất là to. Ngực chị Quỳnh bên ngoài cũng rất là to rồi nhá. Thế nên là em có thể yên tâm thoải mái là ngực em nếu hơn 100 vẫn cứ vừa bình thường. Dương Bùi nhá. Đấy. Nên là em cứ yên tâm là ngực em có to hơn nữa cũng vẫn cứ sẽ vừa. Ôi thế thì không thể vừa được. 120 cái váy này cũng sẽ không vừa được. Tại vì là cái váy này nó không có giãn. Ngực 120 vào là nó bị lịt đấy. Tại vì là chị sợ em nó bị chật quá thôi. Còn đây này, cái váy này thực tế rất là rộng. Ngực của chị Quỳnh đã là ngực 94, 95 rồi nhá. Nhưng mà em nhìn này, nó vẫn rất là thoải mái ấy. Đây này, nó rất là thoải mái luôn ý. Thế nên là chị mới bảo là em cứ cân nhắc xem, chứ còn cái váy này mặc lên rất là đẹp đấy. Dương Bùi cho chị xin số điện thoại địa chỉ nhá. Dương Bùi nhá. Chị Hương ơi, em không bán cho chị đâu, em dỗi rồi. Dương Bùi cho chị xin số điện thoại và địa chỉ này. Váy này rất là xinh. Váy này sale còn có 250 là chỉ bằng nửa tiền những shop khác bán thôi. Mọi người mua bây giờ là được rẻ rất là nhiều. Dương Bùi cho chị xin số điện thoại và địa chỉ đi. Trời ơi, đẹp chết mắt luôn ấy. Đẹp như này mà sale còn có 250, phí hoài. Ok Dương, chị sẽ lưu số điện thoại của Dương nhá. Lát nữa chị sẽ gửi số tài khoản cho em. Bắc Ninh thì ngay gần nhau. Thôi đi, em biết thừa chị chẳng bao giờ mua cái quần đấy đâu. Thế nên là chị đừng có nói thế. Em để em mặc rồi, em không bán cho chị đâu. Dương ơi, em inbox cho chị nhé. Lát nữa thì chị sẽ gửi số tài khoản cho em. Ngực chị Quỳnh đã là rất to rồi đấy em ạ. Thế nên là nếu như ngực em có to hơn nhiều so với ngực chị Quỳnh to hơn đáng kể thì em mới sợ chật. Còn ngực chị thực tế đã rất là to rồi đấy. Chị đã 53 cân và ngực cực kỳ to rồi đấy. Dương yên tâm nhá. Chủ động inbox cho chị đi để lát chị gửi số tài khoản cho. Inbox cho chị đi thì chị sẽ gửi cho số tài khoản bằng một số khác. Chuyển khoản đi. Em để mặc chị, em không bao giờ em bán cho chị đâu chị Hương ạ. Đừng bao giờ hy vọng. Em để mặc rồi chị Hương ạ. Em không bán cho chị đâu. Thế nên chị đừng hy vọng gì ở em hết. Cất đi cho Dương.
Đây, váy này em cũng sale còn có 250 thôi. 1 phần 6 tiền chứ không phải là 1 phần đôi tiền nữa. Đây, váy này em cũng sale còn 250 này. Tình yêu nào lấy không? 250 thôi. Không mua là chết phí rồi. 250. Váy này em bán 900.000 mà bây giờ em sale còn 250, chỉ đơn giản là vì còn hai cái. Cái này 55 cân đổ về mặc là đẹp ạ. Béo hơn em Quỳnh mặc cũng đẹp. Váy này size gì em ạ? À váy này size M. Váy này em đang bán với giá 900.000 mà bây giờ em sale cho mọi người còn 250 này. 890 mà bây giờ sale cho mọi người còn 250. Dung Nguyễn nhá. Ok Dung Nguyễn nhá. Tất cả các tình yêu lưu ý nhá. Đồ sale miễn đổi trả không thử nhá. Tiên Thủy Tống ơi, váy này chị không còn size S đâu em ơi. Váy này chị không còn size S em ạ. À, nếu còn size S thì ra đi lâu lắm rồi. Cô Mai ơi em hết mất rồi. Ừ có màu vàng. Màu vàng cũng 250 cũng size M. Dung lấy màu vàng hay màu trắng? Cô Mai ơi cô mặc màu trắng đi. Ok cho Dung Nguyễn màu vàng. Bắt đầu tranh nhau. Ừ chị 53 cân chị còn mặc đang vừa thế này. Thủy Tiên này, chị 53 cân chị đang mặc là vừa in, vừa jean từ trên xuống dưới. Từ từ nhá, để đọc lại comment của mọi người đã. Từ từ mọi người cứ bình tĩnh. Ok cho Thủy Tiên màu vàng, Dung Nguyễn màu trắng nhá. Em hết rồi, hết, bỏ qua hết nhá mọi người nhá. Mẫu này em hết rồi. Thủy Tiên màu vàng và Dung Nguyễn màu trắng. Để mọi người đỡ tranh nhau em hết rồi nhá. Ok cho Thủy Tiên màu vàng, Dung Nguyễn màu trắng. Chốt rồi nhá. Thủy Tiên màu vàng, Dung Nguyễn màu trắng. Thủy Tiên gửi cho chị số điện thoại đi. Dung ơi, tớ bán màu vàng cho em Thủy Tiên mất rồi. Bạn lấy lúc đầu là màu trắng mà. Tớ không đổi được như thế đâu. Bây giờ hàng xem mọi người tranh nhau. Nếu không thì thôi, Dung không lấy mẫu này nữa, tớ bán mẫu này cho người khác. Tại vì tớ chốt cho em Thủy Tiên màu vàng mất rồi. Chị ơi. Ôi em. Em nhìn bộ này đẹp quá, bên là váy hả chị? Nó là dăm xui, bên trong có quần. Xinh nhỉ? Ừ, rất xinh và có rất nhiều màu. Em bé thế này có vừa được không? Chị còn chỗ không, chị có size S, xin mờ. Cho em thử size S được không? Em có thể thử size S màu khác được không? Tại vì là chị rất là ngại cải cởi canh. Em có thể thử size S màu khác, nếu em ok chị sẽ cởi canh cho em lấy màu vàng. Tại vì cởi ra ấy nhở. Ừ nó rất bất tiện ấy vì chị vừa mới mặc vào con canh luôn. Thế nên là em thử nó vẫn cùng form như thế. Thì em thử màu khác đi, nhưng mà nếu ok em ưng ý thì chị cởi màu vàng cho. Đây là size S hả chị? Ừ, size S đấy. Em nhìn nó to đi thôi, nhưng cái chất này nó không có giãn ấy. Màu kia đẹp nhỉ. Đấy eo ơi mọi người thi nhau tranh nhau. Thích nhỉ. Ừ, cái màu đẹp lắm. Xanh vàng cốm. Vàng đẹp mà chị ạ. Đâu rồi nhở? Thủy Tiên. Chị đang ấy à? Ừ chị đang live stream cho khách. Em cứ vào thử tự nhiên đây xong này. Vâng. Cứ tự nhiên thoải mái nhá. Vâng. 0981802666.
Ok, chốt xong cho mọi người nhá. Rồi, cái lúc mà bán thì không ai mua. T9 Tham City chỉ chờ. Đấy, cái kiểu cứ phải thế này mới bắt đầu bon chăn nhau, bon chết. Máy 250k. Khách nhà chị á, chỉ chờ á, sell một phát là mua thôi. Đấy, tôi thấy tại vì đồ đẹp quá mà. Trang ơi, váy của chị về rồi, cho ship sang cửa hàng lấy cho em với. À, chị live stream đồ, chị sell bớt những cái đồ mà lẻ sai cửa hàng ấy, tại vì là chật quá không còn chỗ treo nữa rồi. Này, sell bớt cho các bạn ấy mua bớt đi. Cái váy ấy khiếp, váy 890 mà bây giờ sell 250 không mua mới lạ. Nhìn thấy đẹp quá phải cởi áo mưa đi vào hả? Thấy váy mà con kênh đẹp quá rồi, cởi áo mưa đi vào đi, chị kéo cho vừa không? À thì nó là bồng thì nó bắt buộc nó phải to như thế mới đẹp chứ. Em mà mặc tây mặc rất là xinh. Tại vì em thấp cơ. Em so với chuẩn. Nhưng cái mã này nó cũng ngắn đấy chứ, mã này nó không dài đâu. Mã này thực tế nó cũng ngắn. Ok Dung ơi, lát qua lấy quần đi, vẫn để quần cho Dung đấy. Vẫn để quần cho Dung nhá, qua lấy đi. Khách nào đến cũng đòi mua. Đây này em này, cái má vàng này mặc lên đẹp lắm. Ôi đẹp thế, bộ này nhìn này. Mỗi bộ nhìn nè, ở dưới em hơi to này. Với cả em mặc bộ này hơi bị bé quá đấy. Ôi bộ này đẹp thế. Cái này chỉ, nó chỉ có mỗi thân lưng. Đúng rồi đấy, có cả xanh với vàng luôn. Đây, váy bông hoa đấy. Đây này. Em ơi, thính thế nhờ. Đây này Hương, con canh mặc vàng kìa. Còn đây là màu xanh này, đây là màu đen này, khách thử màu trắng. Không lên nhanh đi hết. À, mẫu này là hàng em đặt đấy, không có đâu. Em ơi, mẹ chị thích, đầu tiên là chị thích cái bộ này nhưng mà của cái con gì nó bán 4,8 triệu. Nên là chị báo rồi 4,8 triệu thôi, đặt xưởng làm cho nhanh. Sorry mọi người nhá, vì Quỳnh đang có khách. Thế nên là sẽ chậm lại một tí. Quỳnh đang có khách nên sẽ chậm lại một tí nhá mọi người nhá. Mã này Quỳnh hết rồi, mọi người chuyển sang mã sau nhá. Không lên thì hết. Xinh lắm, xinh lắm. Cái này cho Dung này. Đây mà cái mã này, cái mã này chắc là sell thì á cũng tranh nhau. Hay chị đặt tiếp mà ở dưới hơi bé lại. Ô, làm sao mà chị đặt một mình của em như thế được? Có phải là hàng thiết kế đâu anh? Đẹp nhỉ. Màu xanh nhộng đẹp tuyệt vời luôn. Là hàng thiết kế thì chị đặt theo số đo ngay. Nhưng không phải là hàng thiết kế gái ạ. À. Có cái gì em mặc vừa không? Ờ á, tờ bán đến 6 giờ nhá Dung Nguyễn ơi. 6 giờ nhá nàng ơi. Váy này em sell còn 250 này, có tình yêu nào lấy không? Mã này bên trong nhá, nó có một cái váy á. Nó có một cái váy á. Cô gái này nhé, ok cô Mai. Cô nhanh hơn cả khách của em. Sợ thật, cứ vừa mặc cái nào lên người phát là gì làm tranh nhau. Ok cô Mai nhá, em cho cô Mai một cái này nhá. Cô Mai một cái này. Váy trắng nào nữa thế hả Dung? Đây cho cô Mai một cái này màu trắng nhá. Cô nhanh thế.
Dung lấy cái này nữa à? Dung lấy cái này nữa à? Đâu nhỉ, của cô Mai đâu nhỉ? Cho cô Mai một cái rồi, ai lấy nốt còn một cái nữa đây này, ai lấy không? Bên trong nó có lót một cái váy trắng đấy nhá, nhưng mà mình lười, mình không mặc cái váy lót này vào bên trong đâu. Bên trong nó có một cái lót như này nữa này mọi người này. Đây, váy trắng này tính ra nó lấy thì lấy lốt đi để kéo hết cái xác lên cho nó tử tế. Đấy, tính ra là lấy váy này thì lấy lốt đi. 250k. Cái này em không mặc được đâu, kích đây to đùng ra. Em phải mặc những cái nhỏ nhỏ xinh xinh thôi, nhưng cái này em mặc cũng xinh này. Có màu hồng nữa mà. Hồng như này. Có nhiều màu chứ, cứ gì một màu đâu. Mình không thích cái thì mình mặc màu mè đi. Cái này cũng còn có 250 thôi, có tình yêu nào lấy không? Xinh lắm. Xinh thật không? Mà vải mắt. Ừ, vải thô mà. Có 250.000. Mọi người vào chia sẻ live stream nhá. Chia sẻ live stream đi. Cái này 250.000, ai lấy nốt không? Lấy nốt đi để em qua mẫu đây. Qua nốt cái mẫu này đi. Qua lốt cái mẫu này nha mọi người nha. Ok Trang ơi, cho em số điện thoại đi. Trang cho em số điện thoại nào. Váy 750, bây giờ sale còn có 250. Khác nào đem cho em số điện thoại đi Trang ơi. Có tình yêu lưu ý nhá, hàng sale này em sẽ không giữ hàng đâu. Ngày mai mà mọi người không chuyển khoản hết là em lôi ra bán cho khách khác đi nhá. Mọi người trong ngày mai không chuyển khoản, từ hôm nay ngày mai không chuyển khoản là em bán cho khách khác đi nhá. Em không giữ hàng đâu. Mẹ ơi, Beo ngủ hết thức hả mẹ? Beo ngủ hết thức đấy. Mặc đi. Em có cái nào mặc được không? Nhiều chứ. Bộ gì đấy chị yêu? Dăm. Dăm 2 giây nhưng hơi ổn. Chốt cho Trang cái này nhá. Hết rồi. Ừ, bộ đấy chị sale còn 250 một bộ đấy. Mua mặc đi ngủ. À 2 giây. Là bộ mà, nó là bộ Chanel ấy. Chất mềm. Tiếp nha mọi người ơi, mọi người vào chia sẻ live stream đi thì mới được mua đồ rẻ.
sale cho mọi người còn 250 này. Ừ Hà Thuận ơi, đây này, bộ ngủ này chị cũng đang sale còn 250, bộ này em lấy đi. Chất đẹp lắm, cốt tông. Cốt tông 100% luôn, mịn cực đẹp mà chỉ có hai màu. Chị sale còn có 250 một bộ thôi. Vì chị mua mặc ấy nên là phải mua một đống. Ừ đúng rồi, Thủy Tiên ơi, không cần đâu, em không cần chuyển khoản nhá. Lúc nào chị cho ship thì em thanh toán cũng được, không cần chuyển khoản nữa chị đâu. Chị đang nói là các tí ở xa ấy, chứ còn ở nội thành Hà Nội thì cần gì. Quỳnh ơi, cái váy đó em cuốn vừa không? Váy em đang mặc ở cô hay váy nào ạ? Cái này là bộ ngủ, không phải là váy đâu cô Mai ơi. Cái này là bộ ngủ này. Cái này là bộ mặc đi ngủ ấy cô Mai. Em sale còn có 250 thôi mà chất đẹp dã man, em thề. Bộ ngủ này chất cực kỳ đẹp. Váy này cũng 250 này. Ơ à, váy này em mặc cũng được, em cún mặc cũng được mà, cô mặc cũng được luôn mà. Cô có thể mua về. Cô không mặc được thì em cún mặc, mẫu này xinh lắm. Cái này của em là size S, cô mua cho em cún cũng được mà cô mặc cũng được. Dung Nguyễn ơi, bộ ngủ tớ có trắng hồng. Trắng với hồng nàng ơi. Trắng với hồng nhá. Vâng ạ, à, cô Mai ơi, cô lấy cái váy này về nhá. Em cún mà không mặc vừa là cô cũng mặc được đấy. Vì form của nó form suông ấy. Cô mặc cũng được mà em mặc cũng được luôn ạ. Cô Mai thêm váy 250. Để em cởi ra luôn. Má này em cũng hết rồi. Váy này sale còn 250, tình yêu nào lấy không? Chị có em ạ. Váy của cô ấy, hai cái váy của cô đều có một cái váy lót như thế này nhá. Hai cái váy của cô đều có một cái váy lót như thế này ở bên trong này. À, mà cái này nó hơi bẩn một tí, cô về cô giặt cho em nhá. Đây này, nó bị hơi vàng vàng ấy. Cô về cô giặt cho em nhá. Hai cái váy cô lấy nó đều có hai cái lót như thế, nhưng có mỗi cái này bị bẩn thôi, thì cô giặt cho em với. Tại vì hôm nay ở dưới này mưa lắm. Cái váy này 250, có tình yêu nào lấy không? Cô lấy Quỳnh ơi. Cô định khủng bố em à cô Mai. Quả này á, em ship CPN lên cho cô á, bọc hàng của cô chắc phải 100.000 tiền cước. Cái này cũng hết nhá mọi người ơi. Vâng ạ. Cái này em còn màu xanh, ai lấy màu xanh? Cái này em còn màu xanh, ai lấy màu xanh nào? Cái Quỳnh mặc 60 cân có vừa không? Nguyễn Hải Thanh ơi, cái Quỳnh mặc 60 cân không vừa. 55, 56 cân đổ xuống thì vừa. Mã này cũng còn 250 này, tình yêu nào lấy không? Còn một chiếc màu xanh này. Eo ơi, cái này là hàng siêu cấp của Dior nhá mọi người nhá. Mà bây giờ sale cho mọi người còn 250, thề đúng đem cho luôn ý.
Cái này có tình yêu nào lấy không? Màu xanh. Màu vàng này bán cho cô Mai mất rồi. Hết hàng. Diễm Quỳnh, bạn cho mình xin số điện thoại địa chỉ nhá. Diễm Quỳnh nhá. Bạn lấy màu xanh đúng không? Diễm Quỳnh cho mình xin địa chỉ số điện thoại đi. Đây là màu xanh này mọi người này. Màu xanh ai lấy nào? Màu xanh ai lấy thì cho điện thoại số địa chỉ nhanh nào. Cô Mai thêm một váy nữa 250. Là 4 cái rồi. Chị có mà Thúy Trần ơi, chị có nha em ơi. Nhưng mà phải chờ chị like từ từ chứ chị có ba đầu sáu tay đâu. Chị phải like từ từ thôi mới được. Diễm Quỳnh ơi, bạn ở Bắc Ninh vui lòng chuyển khoản nhá. Mình sẽ giữ cái này cho bạn, nhưng bạn vui lòng chuyển khoản. Bạn vui lòng chuyển khoản nhá. Thông tin chuyển khoản thì vui lòng inbox cho mình để mình báo nhá. 0868 821 669 Bắc Ninh. Ô, bây giờ mới nhận được một chấm của cái con khỉ gió này. Tiếp nha mọi người ơi, tiếp này. Rưỡi tình yêu nào lấy không? Diễm Quỳnh ơi, bạn còn đấy không? Diễm Quỳnh ơi, bạn Diễm Quỳnh còn đấy không nhở? Bạn Diễm Quỳnh có còn ở đấy không? Thì Tiên ơi, Diễm Quỳnh ơi, tớ bảo này, cái áo này của bạn ấy, khách nó thử bị rách mất cái lót rồi, bạn có thể về nhà may lại được không? Ôi 50 cân vừa đẹp. Quỳnh 53 cân cơ mà. Quỳnh 53 cân cơ. Quỳnh bảo là cái váy mà bạn lấy này, bây giờ Quỳnh mới để ý, khách người ta thử cái này nó bị bục cái lót ý, bạn có thể về nhà may lại được không? Nếu bạn ok may lại thì sẽ để cho bạn, còn nếu không thì sẽ bán cho người khác. Quỳnh cứ nói trước như thế, thực tế là vì hàng sale ấy đã bán cho mọi người rẻ rất là nhiều rồi, nó có một chút lỗi, mọi người chịu khó về may lại cũng được. Tại vì những cái này đều là hàng cao cấp rồi ấy. Ok. Thế là cho Diễm Quỳnh cái xanh này nhá. Mình cứ nói trước như thế để đỡ mất lòng. Tại vì là mình có bán đồ sale thật, thế nhưng không phải là bán đồ cũ cho mọi người ấy. Thế nên khi cái váy hay cái áo nó có vấn đề gì, mình sẽ nói luôn cho mọi người. Váy đang mặc á, chị chả biết là chất gì đâu. Chị chỉ biết là mặc lên nó như này thôi, chứ chị không biết là chất gì.
Sale còn 250 mọi người ơi. Ai lấy cái này ghi chốt váy này cho em với. Xem ai comment đầu tiên, sorry chờ một tí. Cái này em đang mặc sale còn 250 mọi người ơi, ai lấy thì lấy đi. Ok Diễm Quỳnh. Chốt cho bạn Diễm Quỳnh rồi nhá, không có dán ạ. Size S nhá mọi người ơi. Cái này dành cho từ 53 cân đổ về nếu cao trên 1m6 nhá. Size S mọi người ạ. Quỳnh đầu tiên. Cho Quỳnh rồi. Đấy, 53 cân đổ về nếu cao trên 1m6 nhá. Cho Quỳnh rồi mà, không bán cho người khác đâu, yên tâm. Người ta vừa nói cái váy Dior xanh ý, cái váy Dior xanh nó hơi bị bục lót một tí, thì Quỳnh về mang ra hàng may lại nhá. Phải nói trước, không đến lúc về lại bảo em ơi ship cho người ta cái váy rách cả lót. Nên nó rất là khó ý, vì đồ này là đồ sale rồi. Đấy, nên là cứ nói trước như thế nhá, cho nó thống nhất. Tiếp nhá mọi người ơi. Tiếp này. Cái này sale còn 250 nốt, tình yêu nào lấy không? Cái này sale còn 250 nốt, tình yêu nào lấy không này? Size S nhá mọi người ơi. Size S mọi người ạ, tình yêu nào lấy cái này không? Cô Mai á, cô Mai được 4 cái váy rồi đấy. Cô Mai giỏi thế chứ. Ờ, Salem ơi, bạn 52 cân, bạn cao 1m bao nhiêu? Như Quỳnh đang là 53 cân đây này. Quỳnh đang là 53 cân nhá. Và Quỳnh cao 1m68. Quỳnh mặc rất là thoải mái. Nếu như bạn 52 cân mà bạn cao trên 1m6 thì là ok. Còn 52 cân mà cao trên 1m5 thì sợ lại hơi béo. Đây này, Quỳnh 53 cân nhưng Quỳnh 1m68 cơ, Quỳnh mặc rất là thoải mái. Một mét năm ba thế bình thường bạn phải mặc size M, cái này mặc sẽ hơi bị chật. Cái này mặc sẽ hơi bị chật một tí nhá, hơi bị chật. Nên là thôi đừng mua cố, để cho người khác mua, mình mua cái khác. Mình mua cái khác bạn ạ. Váy trắng này 250 này, bạn nào quất lốt đi. Quất nốt nào. Để em qua mẫu khác. Quất nốt để em qua mẫu khác mọi người ơi. 250 thôi, váy rất là đẹp. Mọi người ạ. À, mua là được, không mua là phí. Ờ, hôm nay chị đi lấy hàng mà hắn. Mày á, mày bây giờ biết mặc cho mày mặc cái gì? Thank you.
tiện mua thêm mấy thứ. Không Salem ơi, đồ sale nhà tớ không thử không đổi trả nha bạn nhá. Tất cả đồ sale khách hàng lưu ý, không thử không đổi trả, không free ship mọi người ạ. Không thử không đổi trả, không free ship nhá. Chị chả biết cho mà cái gì, mà cái gì hôm nào ra cửa hàng thử chứ, ra cửa hàng thử lấy cái gì thì mới biết được chứ. Bây giờ hỏi em mặc cái gì chị chịu. Trời ơi, đồ sale hôm nay là vô biên cương mọi người ạ. Mọi người mua sale hết livestream này luôn. Váy này có tình yêu nào lấy không nào? 250 đây. 250.000. Không mua là qua mẫu này sang mẫu khác luôn. Đây này ơi, cái váy mặc đẹp như này mà không mua. Chị có mà, tối tầm 6-7 giờ chị về thôi. 6-7 giờ chị về. Váy này ai lấy không? 250. Tự nhiên 650 chạy được sao. 250 nhá, không ai lấy thôi qua mẫu đây. Váy này size S này, 250 này, ai lấy không? Size S 51, 52 cân đổ về. Thủy Tiên đâu rồi? Thủy Tiên vào mặc cái này đi em. Cái này em mặc là xinh này. Năm 51 cân đổ về, mặc cái này xinh lắm này. Thủy Tiên vào mặc đi em, ôm sát luôn, bên trong có quần. Mình váy đen bạn ơi, Lương Vân Huyền ơi, cho mình xin số điện thoại đi bạn. Lương Vân Huyền cho mình xin số điện thoại địa chỉ nhá. Lương Vân Huyền cho mình xin số điện thoại và địa chỉ luôn đi. Không là bạn khác vào chốt là hết này. Váy đen này rất là đẹp, mình còn 2 con. Mình còn 2 con nhá, size S. Bạn nào lấy bán nốt nào. Lương Vân Huyền. Lương Vân Huyền ơi, bạn ở Hà Nội thì không cần phải chuyển khoản, nhưng nếu bạn ở tỉnh thì phải chuyển khoản nhá. Không là sẽ không, mình sẽ không bán đâu, mình sẽ bán cho bạn khác đấy. Thái Nguyên thì bạn phải chuyển khoản nhá. Lương Vân Huyền ơi, ok nhá, cảm ơn bạn rất nhiều. Lát nữa mình sẽ inbox cho bạn để bạn chuyển khoản nhá. Hanna Trương ơi, em 49 cân, em mặc cái gì nhà chị cũng vừa, chỉ cần size S thôi. Cái gì em mặc nhà chị cũng vừa nhá. Hanna Thương nhá, cái gì em mặc cũng vừa, tại vì là người em rất là đẹp rồi. Cứ size S là em mặc đẹp thôi, yên tâm. Chị Quỳnh bán hàng có tâm lắm, phải mặc vừa mặc đẹp chị mới bán. Em bảo cái gì ấy nhở? Váy trắng thứ hai em. Cao bằng tớ nhưng 49 cân vừa đẹp luôn.
cứ đầu 49 cân là mặc đều đẹp, kể cả cao 1m5 mấy hay cao 1m6 mấy, 49 cân là mặc vừa đẹp nhá Salem nhá bạn ơi. Lấy đi cái váy trắng đấy rất là đẹp. Cứ 49 cân mặc đồ nhà tớ cái gì cũng đẹp. Cứ size S là đẹp. Salem lấy thì cho tớ số điện thoại địa chỉ nhá. Ok, bạn vui lòng cho số điện thoại địa chỉ đi ạ. Để tớ chốt cho bạn váy trắng luôn. Vui lòng chốt số điện thoại địa chỉ đi ạ. 21 cửa Bắc. Không 0935133136. Váy 250. Cứ 49 cân mặc đồ nhà tớ cái nào cũng đẹp. Cái này chị chốt cho Hanna Thương rồi nhá. Đây. Chốt cho Hanna Thương cái váy này này. Màu đen này. Ok, yên tâm nhá. Váy này còn một chiếc này, bạn nào lấy nốt không? Đen này còn một này. 51, 52 cân trở về này. Bạn nào lấy nốt không? Ô, Lương Vân Huyền lấy cái váy nào ấy nhở? Ôi, tôi chết rồi. Ôi trời chết rồi, Lương Vân Huyền bạn lấy cái nào ấy nhở? À, Lương Vân Huyền lấy cái đen. Lương Vân Huyền với Hanna Thương. Ô thế mẫu này tớ hết rồi nhá. Chị có hai cái. Váy đen này tớ chốt một cái cho bạn Lương Vân Huyền và một cái cho em Hanna Thương rồi nhá. Tớ hết rồi. Ừ hết rồi, hết rồi. Sorry mọi người. Sorry mọi người nhá. Sorry mọi người. Lắm khi là hay quên. Ừ chị biết rồi, chị biết rồi gái ơi, chị biết rồi. Vì nhiều quá. Nhiều quá mọi người ạ, mọi người phải thông cảm cho em vì em đang ba đầu sáu tay đây. Đây, váy em đang mặc 250 nốt, ai lấy không? 250 nốt mọi người ơi. Váy em đang mặc 250 nốt này, tình yêu nào lấy không? Mềm mịn đẹp. Hai trăm rưỡi nốt. Hôm nay bán như cho mọi người nhá. Hôm nay mọi người rất vui đúng không? Mọi người vui là bởi vì em xem từ đến giờ lúc nào cũng 150 người xem, mọi người vào theo dõi liên tục. Đây. Cái này 250 nốt, tình yêu nào lấy không? Trời ơi đồ thật là dã man. La liệt vứt đầy nhà mọi người ạ. Đúng là đồ sale đấy, bán đồ sale là như thế đấy. Cái này 250 nốt, tình yêu nào quất không? Em xin chào chị Nhung. Hello chị Nhung. Nay em bán đồ sale không bán đồ mới chị Nhung ạ. Chị Nhung vào xem có mua thêm gì không. Đồ chị Nhung sáng nay em ship rồi nhá. Khi nào nhận được thì báo em.
Cái này 250, tình yêu nào lấy nốt không? Không lấy em lại qua mẫu này. Em mệt lắm rồi, em phải like nhanh đây. Em mệt lắm rồi mọi người ạ. Thật sự mọi người luôn, mệt quá rồi ấy. Chào Tuấn. Mặc dù chẳng biết bạn là ai, cứ chào thôi. Váy này 250 tình yêu nào lấy không? Không lấy Quỳnh qua mẫu này. Váy trắng này 250 này tình yêu nào lấy không? Váy trắng này 250 tình yêu nào lấy không? Hay lại phải mặc vào? Mặc vào thì lại tranh nhau, trời ạ. Mặc vào thì lại tranh nhau. Váy trắng này 250 tình yêu nào lấy không? Salem đâu rồi? Salem xong mặc cái này. Salem đâu rồi? Bạn Salem đâu? Salem vào mặc cái này đi, cái này đẹp lắm này. Thank you. Cảm ơn rất nhiều. Salem vào lấy cái này này. Bạn Salem mà vừa nãy bảo mình là 53 cân, cao 1m bao nhiêu ấy nhở? Cao 1m53 ấy. Bạn mặc cái này đi, cái này xinh này. Sale còn 250. Châu Minh. Châu Minh cho chị số điện thoại địa chỉ nhá. Châu Minh chị xin số điện thoại địa chỉ nào. Châu Minh cho chị xin số điện thoại địa chỉ đi em. Minh cho chị xin số điện thoại địa chỉ nhá. 0905 358 364. Váy 250. Cho chị xin địa chỉ luôn cũng được. À, Châu Minh ơi, em ở Đà Nẵng ấy. Thế nên trong ngày hôm nay và ngày mai bắt buộc em phải chuyển khoản cho chị nhá. Nếu không chuyển khoản cho chị là chị sẽ bán cho người khác. Em phải bảo chuyển khoản cho chị, còn nếu không thì chị sẽ bán cái váy này cho người khác nhá. Chị ưu tiên tất cả các bạn ở nội thành Hà Nội và các bạn sẽ chuyển khoản luôn cho chị nếu như mua đồ. Tại vì mẫu mọi người cũng phải rất thông cảm là đồ này đồ sale, mình sẽ không giữ được cho mọi người. Ok em. Váy này có tình yêu nào lấy không? Sale còn 250 này. Sale còn 250 mọi người ơi. Mẫu này thì từ 60-70 cân trở xuống đều mặc được. Nhá mọi người nhá. Này là mã cốt tông.
Mặc cái này rất là thoải mái này, rất là thích. Cái mã này là mã váy dài cốt tông nhá. Sale còn 250 này, tí nữa nào lấy nốt không? Tí nữa nào lấy nốt mẫu này không nào? Không phải em lại qua mẫu khác đấy. Giờ chuyển sang tiết mục quần đùi áo phông nhá. Tiết mục quần đùi áo phông đi. Áo này 250, tình yêu nào lấy không? 250 này. Chuyển qua tiết mục quần đùi áo phông đi mọi người. 250 này. 250 này, cái này ai lấy không? Dù em không mặc lên đâu. Áo phông mà mặc lên thì lâu lắm. Mọi người áng chừng đi. Áo phông mà mặc lên thì lâu lắm mọi người ạ. 250.000. 250.000, ai lấy không? Một em áo phông, tình yêu nào lấy không? Thôi đi ông ơi, làm lố. Em đang rất là mệt rồi đấy mọi người ạ. Mọi người có muốn chuyển tông sang áo phông quần short không? Hay là mọi người vẫn muốn váy? Eo ơi, Thủy Tiên ơi, thề chị ngại mặc lắm rồi. Chị ngại mặc lắm luôn ý. Thề. Em bảo áo phông dơ thôi. Thôi áo phông không, không không mặc đâu, mệt lắm. Áo này có ai lấy không? 250 một áo. 250 một áo, còn 2 chiếc ai lấy không? Ai lấy áo này 250 một chiếc? Chị mê thì vẫn váy cho nhanh mà dễ chọn chị ơi. Đây 250 một chiếc, có tình yêu nào lấy không? Áo hơ mẹt này, có thêu chữ H ở đây nhá. Còn size SM. Còn size SM này 250 một chiếc, ai lấy nốt đi. Điện thoại em sắp hết pin rồi đấy mọi người ạ. Mọi người phải nhanh nhanh chóng chóng lên. Đây 250 một chiếc, tình yêu nào lấy nốt không? Còn 2 chiếc. 250k. cành. Khó chị chuyển đi. Ok Nhung Cun. Lô. Burberry kẻ bây giờ mới vào mùa, sale làm sao được. 250k nhá, tí nào lấy thì báo nhá. Đây 250k này, tí nào lấy thì báo luôn, không là hết. Cái này cũng sale 250k, còn 2 màu trắng đen. Đây, đây là trắng này.
trắng với đen 250k mọi người ạ. Đấy, 250k, tình yêu nào lấy thì lấy nốt này. Áo phông nhà em nhá, toàn hàng cao cấp. Em toàn bán 4-500, bây giờ em bán có 250 thôi. Bán có 250 thôi mà chất đẹp cực, chất bao đẹp luôn. Chất không đẹp cũng thèm lấy tiền. Hai trăm rưỡi nhá mọi người nhá. Này, chất không đẹp không thèm lấy tiền luôn. Cái này 250 này. Hello chị yêu. Cái gì đây? Anh sợ chị chết đói à? Anh kêu cậu, cảm ơn cậu rất nhiều. Bye bye, đi với ai đấy? Đây. Hai mã này còn 250 một chiếc, ai lấy không? Cái này này từ 60 cân đổ xuống này. Cái này từ 55 cân đổ về này. 55 60 cân nào, tình yêu nào to béo phốt pháp lấy đi. Cái trắng này là từ 60 cân đổ về, còn cái ghi là từ 55 cân đổ về nhá mọi người nhá. Trắng là từ 60 cân đổ về mặc ok, chất đẹp lắm. Chất rất là đẹp. Thế nên là mọi người yên tâm. Đồ Quỳnh bán là Quỳnh bao đẹp rồi. Bao đẹp rồi mọi người ạ. Mọi người yên tâm nhá. Dáng áo ghi mặc ôm hay suông? Dáng áo ghi này mặc là hơi ôm nhưng không quá sát nhá Salem nhá. Đây, áo trắng mặc lên như này mọi người ạ. Áo trắng mặc lên như này nhá mọi người nhá. Áo trắng này chất cực kỳ đẹp luôn, phông giấy. Áo trắng này chất rất là đẹp luôn, phông giấy mọi người ạ. 60 cân mặc thoải mái. Phông giấy nhá, áo trắng này ai lấy không? Phông giấy mọi người ạ. Đây, quần này cũng sale còn 250 này. Quần này cũng sale còn 250 nhá mọi người nhá. Quần này ai lấy thì báo Quỳnh này, cũng sale còn 250. Quần này ai lấy thì báo nhá, cũng sale còn 250 mọi người ạ. Đây, quần này cũng sale cho mọi người còn 250, còn có một chiếc thôi. Ok chị Nhung Nguyễn. Chị Nhung Nguyễn áo trắng rồi nhá. Trắng mình hết. Áo ghi đây nhá Salem ơi, bạn vào xem đi, Quỳnh mặc lên cho mọi người xem rồi đấy. Chị Nhung Nguyễn 250. Cho tờ áo màu ghi này ok Salem nhá, mình hết.
Ok Salem nhá. Áo mốt 250 tình yêu ơi. Ủa sao em đâu nhở? Sao em thêm 250 nhá. Ôi em bận lắm, em không có thời gian đâu. Hôm nay em trông lôi thôi ơi là lôi thôi ấy. Đây này. Áo này 250 nốt này. Áo này tình yêu nào lấy không? 250. Ngọc BB ơi, chị có set này 250 áo, 250 quần. Tình yêu nào lấy không? 250 áo, 250 quần mọi người ạ. Hay lấy không? Mã này em có đen trắng này. 250 áo, 250 quần. Với lại cái tóc nó xù ấy, trông nhìn xấu ơi xấu. Hôm nay đã không xinh rồi á thì đầu tóc trông nó phải. Cho em xem quần yếm đi chị. Quần yếm chị không xeo 250 đâu Ngọc ơi. Livestream này chị không bán đồ mới. Livestream này chị không bán đồ mới nhá. Chị chỉ bán đồ sale còn 250 thôi. Hoa Thanh Lê ơi, váy ghi 47 cân mặc vừa thoải mái chứ chị ơi. Mặc vừa thoải mái mà chị. Đây. Chị có yếm như thế này này, em có thích không? Đây. Chị có yếm này này, em có thích không? Quần jean yếm, quần dài chị không có đâu. Đây bộ này có tình yêu nào thích không ạ? Không thích em qua mẫu khác nha mọi người ơi.
Cái này tình yêu nào lấy không? Maxi 250. Tình yêu nào lấy cái này chốt nào. Ghi là chốt váy hoa. Địa chỉ kèm số điện thoại nhá. Chốt váy hoa, địa chỉ kèm số điện thoại mọi người ạ. Cho 50k mọi người ơi, siêu đẹp. Em cho chị xin địa chỉ số điện thoại đi em. Cho chị địa chỉ và số điện thoại. Alo. Alo. Đang ở cửa hàng đây, em ship qua đi. Ok em. Cho chị địa chỉ số điện thoại Trang Huyền ơi. Nhanh nhanh lên em ơi. Em phải chuyển khoản trước đấy nhá. Em phải chuyển khoản cho chị mới ship cho em được. Dung ơi, nàng phải chủ động qua đi, không tớ bán cho người khác đấy nhá. Quần nàng chuyển khoản rồi thì không nói. Còn đồ sale này nàng mà không qua lấy là tớ bán cho khách khác đấy. Dăm trễ vai vàng tớ xeo hết mất rồi bạn ơi. Hết rồi nhá Châu Minh nhá. Váy này có tình yêu nào lấy nữa không? Váy này có tình yêu nào lấy nữa không nào? Mình còn 2 chiếc nữa nhá. Bạn nào lấy thì nhanh tay. Bạn nào lấy thì nhanh tay đi ạ. Bạn nào lấy thì nhanh tay đi nhá. Bạn nào lấy váy này thì nhanh tay ạ. Tiếp nha mọi người ơi. Thôi nhá, điện thoại của mình hết pin rồi. Livestream này mình dừng ở đây, ngày mai sẽ tiếp tục live cho mọi người nhá. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ Quỳnh. Cảm ơn mọi người rất nhiều nhá. Bây giờ mình phải sạc máy đã và
sắp đồ ship cho khách. Cảm ơn mọi người rất nhiều.